Ê kìa, mày lượm ve chai để mày xin phép tao chưa? Ủa xin phép gì anh, đây là nơi công cộng mà. Cộng cái đầu của mày á, cái khu này là tao coi, mày muốn nhặt ve chai là phải đóng tiền cho tao. Ủa tiền à, đóng nhiêu tiền anh? 50. Ủa mắc quá anh ơi, sao em có tiền đó được? Mày thích trả chịu không? Tao cho cái môi mày cắt đôi nỗi sầu luôn bây giờ. Thôi bỏ đi, nó nhặt ve chai làm gì có tiền, tội nó. Làm giang hồ mà sao tội. Anh nói cho em nghe nè, mấy cái thằng này nó giàu lắm, mình không làm gì nó không có ối tiền ở đâu. Bây giờ hỏi mày có được không? Em đưa hai cho em anh ơi. Thấy chưa, tiền anh ơi. Đưa đủ mày. Em còn nhiêu đó nữa, hai cho em nè. Đi. Sáng giờ mình làm cũng được mấy trăm. Thôi hai đứa mình đi nhậu đi. Anh em từ lúc mà quen anh á, em cảm thấy hạnh phúc lắm, thoải mái nữa. Chứ không phải mà như ở nhà đâu, lúc nào mẹ em cũng quản em hết. Trời ơi, cứ coi em như con nít vậy đó, bực mình. Anh đâu phải như mẹ em đâu. Mẹ em á thì bắt em học hành này kia nọ. Quan trọng á, mình sống á, mình thích làm cái gì mình làm, hiểu không? Học nhiều để làm gì? Để ngu hả? Anh chửi em à? Không, ý anh nói là mấy đứa học nhiều kìa, em mới học hơi hơi chưa có nhiều. Nói chung á là mình bước ra xã hội là gì? Phải có bản lĩnh, thằng nào đụng là mình đập nó. Lên xíu. Đã giờ. Đi. Chỗ chị em là tôi, là tôi không có nhiều chuyện nha. Nhưng mà tôi quý bà cho nên là ngày hôm nay tôi qua tôi nói cho bà nghe nè. Dạo này tôi thấy con Ý nhà bà là giao du với cái thằng gì á, là nhìn cái mặt nó không có được đàng hoàng đâu á nghe. Làm như nó té đâu với sình hay với sao bà ơi. Mình mẩy nó dính cái gì đen thùi lùi. Mà tôi nói bà nghe nha, cái mặt nó già còn hơn mặt bà nữa. Trời ơi, coi cẩn thận đi chứ thấy giao du vậy là không có tốt đâu. Thôi đi bà ơi, chắc bà nhìn nhầm ai rồi đó. Chứ con Ý nhà tôi nha, nó rất là ngoan luôn, nó chỉ biết học, học và học thôi. Bà nghĩ sao cặp mắt của tôi mà nhìn lầm. Tôi nói với bà là tôi không có nhiều chuyện, nhưng mà chị em thì tôi nhắc nhở bà vậy thôi. Tôi nói cho bà nghe nha, con gái mà đẹp giống như con Ý con của bà, sơ hở cái là nó hư như chơi đó nha bà. Thôi đi bà yên tâm đi, con ai tôi không biết chứ con tôi nó khác lắm. Trời ơi, nó ngoan ngoãn này nha, nó học giỏi nhất cái xóm này. Con tôi là số 1 đó, ngoan nhất đi nha. Ừ, tôi nói nha, mai mốt nó hư đi rồi đừng có ôm cái mặt mà qua khóc với tôi, nói sao tôi thấy mà không kể cho bà nghe nha. Không có nhiều chuyện. Trời ơi, cái ngày gì đâu sướng quá, chị về còn gặp cái quỷ ma quỷ yêu gì đâu không. Mẹ, con về rồi nè. Mày uống rượu hay gì ấy, mặt đỏ chót vậy? Hả? Chào bạn gái. Ê, đâu phải bạn gái. Mẹ em. À. Mẹ. À, xin lỗi nhầm xíu. Chào mẹ. Đúng rồi. Ai đây? À, giới thiệu với mẹ. Đây là anh Cường. Ảnh làm chung đại học với con á. Cái mặt nó mà học đại học gì? Tuy là nhìn cái mặt ảnh nè, hơi già thôi. Nhưng mà ảnh sinh năm 2000. Dạ. Đâu có hơi già, tao thấy nó già hơn tao luôn đó. Làm gì đi uống rượu. Anh Cường ảnh bị buồn á, cái tụi con mới đi nhậu. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, tụi con uống có một tí xíu thôi, không có xỉn đâu. Tụi con hai đứa nóc quá, có 10 lon à. Đúng, xỉn rồi, sai gì. Mười lon không có. Có chuyện gì vậy nữa, không phải. Ý là anh Cường anh giỡn thôi, anh giỡn, không có phải đâu. Nhưng mà nói chung là cái này quan trọng hơn nè. Mẹ yêu của con ơi. Mẹ, chuyện của con á, cho nghỉ mấy ngày nay rồi. Để chuẩn bị đi thực tế á, mẹ cho con tiền đóng tiền trường nha. Gì đi thực tế như vậy? Thì mẹ không nghe người ta nói hả? Học là phải đi đâu với hành. Bây giờ con học xong rồi thì giờ phải hành thôi. Tao thấy mày không có hành ai á, mày hành tao không à. Ý là cũng phải đi để mà kiếm thêm kinh nghiệm đó mẹ. Mày ơi, đấy mẹ. Nhiều. Ê, mỗi đứa chỉ có 3.500.000 thôi. Cái gì mà mắc dữ vậy? Đâu có đâu, cái đó là rẻ rồi. Rẻ rồi đó mẹ. Mẹ con tiền đó, tiền đâu rồi. Kiếm cái gì vậy? Lát về chung cư tao chuyển khoản cho. Mẹ con là số 1. Anh, sao anh để em đợi lâu vậy?
Ý, giúp anh đi. Tôi thằng bằng đầu bạc á, nó chi lùng anh. Nó nói nó gặp anh á là nó sẽ giết anh đó. Là sao? Tự nhiên anh đi gây chuyện với nó chi vậy? Anh không có gây chuyện. Bữa đó anh vô sòng bạc của nó xong cái anh quýnh anh thiếu nó mười mấy triệu, bây giờ không có tiền nó xử anh. Cái gì? Sao tự nhiên hôm nay anh cờ bạc nó vậy Cường? Rồi giờ sao? Giúp anh một lần thôi. Nhưng mà em làm gì có tiền mà giúp anh. Em về xin tiền mẹ, má mẹ em nhiều tiền lắm. Thôi không có được đâu. Anh quên rồi hả? Hôm bữa là em nói dốc em đóng tiền trường 3,5 triệu đó. Bây giờ em mà còn về xin tiền nữa, mẹ em đuổi em ra khỏi nhà luôn á. Rồi bây giờ sao đây? Anh bình tĩnh đi. Hết cách rồi, anh phải liều thôi. Nè, anh định làm cái gì vậy? Em cũng muốn giúp anh không? Theo anh. Nhưng mà anh Cường. Anh. Hả? Rốt cuộc anh định làm gì vậy? Anh có. Cái gì? Ơi, anh khùng quá, tự nhiên đi ăn cướp trời. Lỡ như công an biết tóm tụi mình rồi sao? Anh tính hết rồi. Cái khu này nó vắng lắm. Với lại nó không có camera đèn đường. Hai đứa mình nè, đeo khẩu trang vô, đòi nó, rồi xong mình cướp. Ai đâu mà biết. Với lại mình chỉ cướp thôi, mình không có làm tổn thương tính mạng người ta, người ta không báo công an đâu. Nhưng mà anh sợ lắm, lỡ gì bị bắt thiệt rồi sao anh? Bây giờ rốt cuộc có làm không? Để cái này nói nhiều bực rồi đó. Thì em làm. Đó. Vậy mới là cục cưng của anh chứ. Ê con mồi, con mồi. Cái gì vậy? Ê, con người làm gì vậy hả? Anh cướp, bước xuống xe đưa chìa khóa đây. Anh cướp, ôi chị ba. Điên hả? Anh cướp. Đi lên xe. Nhanh lên. Cầm cái cây. Anh cướp. Ấy, đi đâu giờ này mới về? Ờ, mẹ. Trời. Lại đây coi. Mẹ. Nhanh lên. Mẹ ơi, nhẹ nhẹ thôi con đau. Trời đất ơi, sao ra nông nổi này vậy con? Con bị đụng xe. Đứa nào mù mà đụng xe con? Nó có đứng lại nó đền không? Chạy đi mất tiêu rồi. Đúng là quân nạn mà trời ơi, đụng con nhỏ ra vậy. Ủa, vô đi căn bộ. Chào chị. Ủa cô Đào, có chuyện gì hả? Đây là cô ấy này cán bộ. Chào chị, tôi là công an. Theo như trình báo của chị Đào đây, thì con gái chị có tham gia vào cướp bóc tài sản của chị Đào. Con ý con tôi cướp. Ý, chuyện này là sao? Con xin lỗi mẹ. Hiện tại chúng tôi muốn mời chị ấy lên phường để làm việc với chúng tôi. Mời chị. Mẹ ơi, mẹ cứu con với mẹ. Trời ơi, con tôi. Lúc trước em qua đây em cảnh báo với chị rồi. Là con bé ý nó đang giao du với những cái thể loại người không có tốt. Mà chị đâu có tin em, chị nói là em nhiều chuyện. Bây giờ chị sáng mắt ra chưa? Chị cưng chiều nó quá biết bây giờ nó hư thành ra như vậy đó. Tôi. Thôi, chị cũng đừng có lo lắng. Hồi nãy á, trong cái lúc xảy ra cướp giật như vậy, con bé ý nó cứu em cho nên là nó mới bị thương đó. Nó cũng không phải á, là hư hỏng gì lắm đâu. Em nghĩ là nó còn có thể thay đổi được mà. Cảm ơn cô nhiều nha cô Đào.